Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đã có trên 6,4 nghìn tấn vải được xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai. Doanh nghiệp đồng hành trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu quả vải ra nước ngoài. Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu xem xét việc mở lại một số đường bay quốc tế sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đã ổn định. Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về giao thông đường bộ xảy ra ngày 8 tháng 5 năm 2020 liên quan tới trưởng ban nội chính tỉnh Thái Bình. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, tính từ đầu vụ vải năm 2020 đến nay đã có 6.466 tấn được xuất qua cửa khẩu Lào Cai, tăng 37% so với cùng kỳ. Kim ngạch đạt trên 36 triệu đô la Mỹ, tăng 39% so với cùng thời điểm năm 2019. Để hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lào Cai diễn ra thuận tiện, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý của lực lượng liên ngành, thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại cửa khẩu, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát phương án điều tiết phương tiện chở hàng hóa, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xuất khẩu vải về thủ tục hành chính thì rất là thuận lợi. Cơ quan hải quan cũng như cơ quan kiểm dịch và các cơ quan ban ngành ở trên cửa khẩu Kim Thành này rất là tạo điều kiện cho vải được xuất khẩu nhanh chóng kịp thời để sang bên Trung Quốc còn bán kịp ở bên đấy. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch thì là cái việc thông quan hàng hóa thì lái xe thì vẫn phải thực hiện nghiêm cái công tác phòng chống dịch là trung chuyển lái xe giữa hai nước. Do đó thì là cái thời gian thông quan hàng hóa thì có bị ảnh hưởng chậm đi đôi chút so với bình thường. Tuy nhiên thì Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã chủ động phối hợp với các cái lực lượng chức năng liên ngành để tạo điều kiện thuận lợi giúp cho quá trình thông quan được nhanh nhất có thể. Ngoài mặt hàng quả vải tăng mạnh, các mặt hàng nông sản khác của Việt Nam xuất qua Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai cũng duy trì được mức tăng trưởng khá. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm 2020 đến hết ngày 26 tháng 5 đạt trên 478 triệu đô la Mỹ. Hàng ngày có khoảng gần 400 xe hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ quốc tế số 2 Kim Thành, Lào Cai và hơn một nửa là xe xuất khẩu, chủ yếu là các mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 5, hơn 6 tấn quả vải tươi Thanh Hà của tỉnh Hải Dương đã được xuất khẩu sang Singapore bằng đường biển. Số lượng quả vải xuất khẩu lô đầu tiên này cũng chưa đủ đơn hàng của Singapore. Đây là thị trường mới đón nhận quả vải Thanh Hà. Cùng với đó, nhiều thị trường cũng đang chờ đợi quả vải Thanh Hà xuất sang như New Zealand, Úc, Canada, EU. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu quả vải này là nhờ vào sự đồng hành của công ty cổ phần Amay Việt Nam. Niên vụ vải năm nay, sản lượng vải của Hải Dương đạt khoảng 45.000 tấn, trong đó vải sớm 20.000 tấn, còn lại là vải thiều chính vụ, với 19 vùng sản xuất được cấp mã vùng trồng xuất khẩu đi Nhật, Mỹ, Úc, EU, diện tích 170 ha, sản lượng dự kiến 1.300 tấn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên đầu vụ, chúng ta lo việc tiêu thụ quả vải tươi khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất và người trồng vải. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, khi vải bắt đầu cho thu hoạch thì việc tiêu thụ khá thuận lợi từ thị trường nội địa, thị trường Trung Quốc và thị trường xuất khẩu các nước khó tính. Việc chuẩn bị xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản được chuẩn bị kỹ lưỡng. Do dịch bệnh nên chuyên gia Nhật sang Việt Nam chậm hơn dự kiến. Những vườn vải sớm không kịp xuất khẩu sang Nhật nhưng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhanh chóng kết nối với công ty cổ phần Amay Việt Nam xuất khẩu vải sớm sang thị trường Singapore, kế tiếp là thị trường Nhật, Canada, Úc, New Zealand, Sri Lanka, Mỹ và EU. Để kịp thu mua quả vải cho bà con nông dân, công ty đã phải gấp rút thuê mặt bằng và đầu tư hàng tỷ đồng để lắp đặt dây chuyền sơ chế, khử khuẩn, đóng gói và kho lạnh, bảo quản quả vải tươi xuất khẩu tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà. Toàn bộ khâu chuẩn bị được công ty cổ phần Amay nhanh chóng hoàn thiện trong 10 ngày. Hiện nay, công ty đang tích cực thu mua vải để sơ chế, đóng gói xuất khẩu. Giá thu mua vải của công ty tại các vườn vải Việt Gáp đảm bảo xuất khẩu cao hơn thị trường từ 10 đến 20%. Tại thời điểm hiện tại thu mua thì cái sản lượng để đáp ứng thì nó gần như là cũng chưa đủ cái so với nhu cầu của doanh nghiệp. Đấy, cho nên cái sản xuất thì vẫn đang là cố gắng làm sao đấy mà để cân đối lại cho khách ở làm ở yếu tố phù hợp. Hiện chưa thể đáp ứng hết được cái nhu cầu của khách tại thời điểm này.
quả vải sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu có giá trị cao hơn rất nhiều so với quả vải thông thường và việc tiêu thụ rất thuận lợi. Điều này chứng tỏ khi doanh nghiệp có tiềm năng đồng hành với sản xuất thì giá trị sản phẩm ổn định và tăng cao. Công ty cũng rất kỳ vọng vào tiềm năng sản xuất của Hải Dương, không chỉ quả vải tươi và nhiều loại hoa quả và nông sản khác. Bà con cố gắng là làm sao đấy mà cái tuân thủ theo toàn bộ các quy trình hướng dẫn. Bởi vì thực ra thì bây giờ mình đang sản xuất thì nó cũng theo cái hướng nó gọi là chưa đáp ứng được so với cái yêu cầu của các thị trường khắt khe khó tính. Thì vừa rồi là với cái thị trường Nhật Bản thì cũng đã được là Chi cục Bảo vệ thực vật, rồi là Sở Nông nghiệp, rồi địa phương đấy là hướng dẫn là bà con tuân thủ cái quy trình. Thì một số cái hộ mà được cấp mã số vùng trồng mà được sự hướng dẫn thì cũng đã có sự tuân thủ quy trình rất là tốt. Đấy, nhưng mà làm sao đây, năm sau thì cố gắng là không phải là chỉ khi có cái sự gọi là hướng dẫn của sở mà bà con cũng cố gắng là chủ động được cái chuyện là học hỏi các cái quy trình để tạo ra sản phẩm giá trị cao. Với sản lượng khoảng 1.300 tấn quả vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi Nhật, châu Âu và nhiều thị trường khó tính của Hải Dương, chưa đáp ứng được nhu cầu thu mua xuất khẩu của công ty cổ phần IMEI Việt Nam. Đây là năm đầu tiên công ty này đặt chân vào thị trường tiêu thụ vải cho nông dân và đã mở ra một hướng mở rộng sản xuất vải Việt Gáp cho Hải Dương để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho nông dân, nhưng trên hết là ổn định thị trường tiêu thụ quả vải. Không chỉ có vải Thanh Hà của Hải Dương, mà năm nay vải trứng Hưng Yên cũng đã được xuất khẩu tới nhiều nước trên thế giới. Đến nay, bà con trồng vải trứng ở huyện Phù Cừ và Ân Thi đang tập trung thu hoạch vải. Chưa năm nào cây vải trứng được nhiều người biết đến và cho giá trị cao như năm nay. Đến nay, diện tích vải trứng tập trung ở xã Phan Sào Nam, Minh Tân Đoàn Đào, huyện Phù Cừ và xã Đa Lộc, huyện Ân Thi là gần 170 ha. Hiện đã có trên 50 ha vải cho thu hoạch với sản lượng khoảng 50 tấn. Năm nay, được sự quan tâm của tỉnh và các ngành, giống vải này đã được cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể vải trứng Hưng Yên, cùng với đó đã đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá. Vì vậy, vải trứng Hưng Yên được đông đảo khách hàng trong nước và nước ngoài biết đến nên tiêu thụ thuận lợi, giá đặt cao, không đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng. Gia đình là dòng diện tích là một mẫu, thì theo gia đình dự tính là nó tầm cỡ 7 tấn trở lên. Mức giá bây giờ như hợp tác xã đạt thì cũng tầm khoảng 400 triệu. Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến chúng tôi tổng diện tích là chúng tôi có 100 ha. Trong đó có 20 ha là đang cho thu hoạch. Với tổng số lượng thì chúng tôi dự kiến là từ 25 đến 30 tấn quả. Và cái giá trị quả vải trứng hiện nay là chúng tôi đang thu mua hợp đồng là tại của các nhà vườn là 60.000 đồng trên 1 kg. So với các loại vải khác thì hiện nay là cái giá trị của cái quả vải trứng này là gấp 3 lần các cái vải khác. Theo chia sẻ của các hộ trồng vải, vải trứng Hưng Yên thường thu hoạch sau vải lai chín sớm từ 7 đến 10 ngày và thu hoạch trước vải thiều. Khi chín cho quả to, khoảng 16 đến 20 quả 1 kg, vỏ đỏ rực đẹp mắt, vị ngọt đậm. Vải trứng khi thu hoạch để ngoài tự nhiên từ 3 đến 4 ngày vẫn giữ nguyên màu sắc hương vị. Một cây vải xòe tán chiếm diện tích 50m² cho năng suất từ 3 đến 4 tạ quả mỗi vụ. Mỗi hecta canh tác có thể thu trên 500 triệu đồng một năm. Một hecta cây vải trứng này mà dòng đúng đủ căn độ về khoảng cách rồi thì chăm sóc thì cây vải trứng nếu dòng được 7 năm thì sẽ cho thu hoạch. Là một hecta này là khoảng 200 cây, mỗi cây khoảng 70 cân, đây là 7 năm tuổi, thì sẽ đạt từ 3 triệu rưỡi một cây. Đấy, 200 cây là khoảng 500-600 triệu trên một hecta. Để đáp ứng sản lượng nhu cầu của khách hàng, cũng như nâng cao chất lượng vải, Sở Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục các dự án nhằm khắc phục tình trạng vải ra hoa cách năm. Ghép vải trứng trên các cây vải lai, huyện Phù Cừ và Ân Thi đã có kế hoạch mở rộng và phát triển diện tích cây vải theo hướng hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa. Bên cạnh cơ chế hỗ trợ bà con nông dân, các ngành chức năng đang tập trung xây dựng quy trình sản xuất thâm canh cây vải phù hợp, bảo đảm việc chuyển đổi mang lại hiệu quả cao. Mặt khác, chú trọng tuyên truyền quảng bá xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa để cây vải chiếm lĩnh thị trường, phát triển bền vững, khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất vải, tập trung bình tuyển chọn dòng, xây dựng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp và thâm canh cây vải trứng nhằm nâng cao giá trị vải trứng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Chiều ngày 27 tháng 5 tại Hà Nội đã diễn ra lễ tiếp nhận bàn giao 24 trạm quan trắc không khí tự động do doanh nghiệp trao tặng thành phố. Trong những năm gần đây, trước áp lực phát triển kinh tế xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng khiến Hà Nội liên tục trải qua những đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, kéo dài với chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức nguy hại sức khỏe cho người dân. 24 trạm quan trắc không khí tự động bàn giao hôm nay sẽ được lắp đặt trên địa bàn 17 quận huyện của thành phố. Như vậy đến nay trên toàn thành phố Hà Nội đã có 35 trạm quan trắc không khí, từng bước đáp ứng nhu cầu theo dõi diễn biến chất lượng không khí của người dân thủ đô, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chính sách về bảo vệ môi trường không khí. Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu và thực hiện các quy định về kinh doanh xăng dầu. Tại chỉ thị này, Bộ Công Thương giao vụ thị trường trong nước theo dõi sát tình hình thị trường, cung cầu mặt hàng xăng dầu, diễn biến giá xăng dầu trong nước và thế giới để tham mưu điều hành giá mặt hàng này. Vụ thị trường trong nước phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường rà soát việc thực hiện các điều kiện về kinh doanh xăng dầu của các thương nhân trong việc thực hiện trách nhiệm đảm bảo nguồn cung. Giao Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu trên cả nước. Bộ Công Thương cũng yêu cầu Cục Xuất nhập khẩu rà soát các thị trường nhập khẩu xăng dầu để có biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn hàng xăng dầu chất lượng tốt, giá hợp lý, đảm bảo thực hiện kế hoạch cung cấp xăng dầu cho thị trường trong nước. Các sở công thương các tỉnh thành theo dõi sát diễn biến thị trường, đặc biệt là hoạt động bán xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, thông tin nhanh đối với các vấn đề phát sinh về Bộ Công Thương để phối hợp xử lý. Bộ Giao thông Vận tải vừa chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu xem xét mở lại một số đường bay quốc tế. Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không trong nước đều sẵn sàng bay quốc tế như thời điểm trước dịch. Cục Hàng không đã có kế hoạch nối lại các đường bay, song phụ thuộc vào đánh giá tình hình dịch bệnh tại các quốc gia. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 sẽ đánh giá và quyết định thời điểm cho mở đường bay nào. Trong tháng 5, lượng khách qua cảng hàng không trên cả nước đạt 2,88 triệu khách, giảm 70% so với tháng 5 năm 2019. Trong số này, khách quốc tế đạt 78.000 khách, giảm 97,6%. Khách nội địa đạt 2,8 triệu lượt khách, giảm 56,6%. Vào ngày 28 tháng 5 tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ thông xe cầu Thịnh Long thuộc tuyến đường bộ ven biển. Sau hơn 2 năm thi công, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ giúp kết nối quốc lộ 21 với dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối khu kinh tế Ninh Cơ với đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, đoạn từ cầu Thịnh Long đến khu công nghiệp Rạng Đông. Cây cầu nối hai bờ sông Ninh Cơ kết nối tuyến vận tải thị trấn Thịnh Long đến thành phố Nam Định, rút ngắn khoảng 10 km cho phương tiện không phải đi vòng qua cầu Lạc Quần. Dự án cũng góp phần giảm tải lưu lượng giao thông cho quốc lộ 21, nâng cao hiệu quả khai thác cho các phương tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp, dịch vụ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch, tăng sức hút đầu tư đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, hiện địa phương đang tiếp tục trao đổi hội đàm với phía Trung Quốc để nhanh chóng đưa thêm các cửa khẩu phụ vào hoạt động nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là các mặt hàng hoa quả của Việt Nam. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh mới chỉ có hai cửa khẩu phụ hoạt động thông quan xuất nhập khẩu là cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam. Hiện tại Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch COVID-19. Hoạt động sinh hoạt và sản xuất kinh doanh đã trở lại bình thường. Do đó, để nhanh chóng ổn định và thúc đẩy năng lực thông quan tại tất cả các cửa khẩu, các ngành chức năng tỉnh đang tích cực đàm phán với phía Trung Quốc để đẩy nhanh tiến độ mở các cửa khẩu phụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục chủ động phân luồng, điều tiết phương tiện tại cửa khẩu để thông quan thuận lợi. Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 lần thứ 13. Theo đó, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Đến nay, chưa phát hiện ca mắc COVID-19 trong các đơn vị ở trong nước. Cùng với duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quân đội tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt cửa khẩu, biên giới, làm tốt việc vận chuyển và cách ly công dân từ nước ngoài về nước. Ngành quân y toàn quân tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai đồng bộ toàn diện và hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Các bệnh viện đã mở rộng phạm vi khám bệnh trở lại, cùng với đó tập trung làm tốt công tác cách ly. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, đến nay toàn quân đã cách ly được tổng số trên 68.300 người, hiện còn trên 4.840 người đang được cách ly tại 49 điểm trên địa bàn cả nước. Hoạt động cách ly được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng các quy định.
Trong thời gian tới, quân đội tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp trong điều kiện trạng thái bình thường mới, vừa chống dịch vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục thực hiện tốt kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu biên giới, chốt chặn đường mòn lối mở, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số miền núi năm 2020. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ca khúc có giá trị nghệ thuật cao, nội dung lành mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa với mỗi dân tộc để cung cấp cho phong trào hoạt động văn hóa nghệ thuật của các địa phương, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm độc hại, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của đồng bào, góp phần chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối tượng dự thi là các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong toàn quốc, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020, dự kiến tổng kết tổ chức trao giải thưởng vào tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội. Một tuần sau khi vụ sạt lở trên 20.000 mét khối đất đá trên núi vùi lấp một ngôi nhà và 50 mét tuyến đường giao thông 207 đoạn qua xã An Lạc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, các đơn vị thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tỉnh lộ 207 là tuyến đường quan trọng nối từ huyện Quảng Hà đến huyện Hạ Lang, dài toàn tuyến trên 32 km, được đầu tư trên 604 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp. Ngay sau vụ việc xảy ra, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thi công nhanh chóng làm đường công vụ vòng qua phía bên cạnh để đảm bảo cho các phương tiện giao thông đi lại. Tuy nhiên, công việc hết sức khó khăn, phức tạp. Đây là vụ sạt lở đất lớn nhất trong hàng chục năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tại hiện trường vẫn có nhiều khối đá lớn, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn mét khối, không thể dùng máy để đào xúc đi được. Hiện đang có 6 máy xúc đào công suất lớn, 2 máy ủi và 10 xe tải cỡ lớn đang hoạt động tích cực tại công trường. Nếu thời tiết thuận lợi thì khoảng 15 ngày nữa sẽ giải phóng xong. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về giao thông đường bộ xảy ra ngày 8 tháng 5 năm 2020 tại phường Tiền Phong, theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Trước đó vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 8 tháng 5 trên đường Trần Thủ Độ, ở vị trí đối diện cây xăng Việt Học thuộc phường Tiền Phong đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong và hai người bị thương. Khi tai nạn xảy ra, một số nhân chứng thấy người lái xe ô tô gây tai nạn bỏ chạy, giống ông Nguyễn Văn Điều, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình. Hiện vụ việc đang được điều tra theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối ngày 13 tháng 5, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có phóng sự hàng trăm người dân phường Minh Đức kêu cứu vì bị ô nhiễm môi trường, phản ánh về việc chi nhánh công ty cổ phần Phú Lân 2 đóng tại phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào xả khói thải gây ô nhiễm môi trường khiến cuộc sống của người dân nơi đây đảo lộn. Ngay sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt công ty này với số tiền 70 triệu đồng. Qua kiểm tra, công ty chưa có kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Đối với bụi và khí thải thải ra môi trường được phát sinh từ hai lò truyền nhiệt sử dụng nhiên liệu là củi ép. Nước thải của công ty được phát sinh từ công đoạn vệ sinh máy móc thiết bị và lượng nhỏ từ quá trình tẩm thuốc. Ngoài việc ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền 70 triệu đồng, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào yêu cầu công ty lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, thực hiện việc xử lý triệt để khí thải phát sinh từ các ống khói, ống thoát hơi từ buồng sấy, thực hiện xử lý và tái sử dụng nước thải sản xuất, xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo đạt quy chuẩn về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.